triệt xóa đường dây buôn bán thực phẩm chức năng giả số lượng lớn. Mến chào quý vị đang đến với kênh sách Nói Minh Triết. Quý vị thân mến, những năm gần đây, bằng nhiều hình thức gian lận tinh vi, số lượng thuốc giả và thực phẩm chức năng giả xâm nhập vào hệ thống cung ứng thuốc và đến tay bệnh nhân ngày càng gia tăng. Đây là một trong những vấn đề nhức nhối trong xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng. Bất chấp vi phạm pháp luật vì lợi ích, hậu quả từ việc sử dụng thuốc giả là vô cùng nghiêm trọng. Thuốc không những không có hiệu quả trong điều trị bệnh mà còn là nguyên nhân khiến các giải pháp điều trị bị vô hiệu hóa. Kèm theo đó là nguy cơ kháng thuốc, dị ứng thuốc, ngộ độc thuốc, đồng thời có thể phát sinh các bệnh nguy hiểm khác, thậm chí gây tử vong. Quý vị thân mến, mới đây Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Đội Quản lý Thị trường và Công an huyện Tân Châu triệt xóa tụ điểm buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng số lượng lớn trên không gian mạng. Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra đã phát hiện Phan Trọng Hiếu và vợ là Nguyễn Thị Hào, cùng sinh năm 2000, ngụ ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, thuê một số nhân viên sử dụng nhiều tài khoản trên sàn thương mại điện tử Shopee để bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thuốc bảo vệ sức khỏe được quảng cáo có tác dụng giảm cân. Ngày 20 tháng 10, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Tô Thị Hạnh, sinh năm 2001, ngụ ấp Tràng Ba Chân, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, đang có hành vi buôn bán hàng hóa là thực phẩm chức năng giả. Kiểm tra nhà kho của đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều thùng giấy, bên trong chứa rất nhiều thực phẩm chức năng, thuốc bảo vệ sức khỏe, các dụng cụ dán nhãn, tem và đóng hộp. Hạnh cho biết toàn bộ hàng hóa thuộc sở hữu của vợ chồng Hiếu và Hào. Cơ quan chức năng đã mời làm việc, kiểm tra nhà thuê của vợ chồng Hiếu và Hào ở xã Tân Hội, huyện Tân Châu và phát hiện nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng có chủng loại tương tự. Tổng số tang vật tạm giữ ở hai địa điểm trên bao gồm 23 loại thực phẩm chức năng với 3.729 sản phẩm, ước tính tổng giá trị hàng hóa trên 290 triệu đồng. Hiếu, Hào và Hạnh khai nhận đã mua bán thực phẩm chức năng giả từ đầu năm 2024 đến nay. Hàng hóa này do Hiếu đặt mua qua mạng xã hội, nhận hàng qua dịch vụ giao hàng nhanh, sau đó bán lại trên sàn thương mại điện tử Shopee để kiếm lời. Cơ quan chức năng xác định từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2024, các tài khoản của Hào và Hiếu có hơn 14.000 đơn hàng hoàn tất, tổng giá trị đơn hàng trên 1 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh và làm rõ vụ việc. An Giang khai trừ khỏi Đảng 4 cựu lãnh đạo thành phố Long Xuyên. Quý vị thân mến, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng phòng chống lãng phí, tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của chính phủ. Người chỉ rõ tham ô có hại, nhưng lãng phí có khi còn hại nhiều hơn vì lãng phí rất phổ biến. Lãng phí tuy không lấy của công đút túi, nhưng kết quả cũng rất tai hại cho nhân dân và chính phủ. Người nhiều lần nhấn mạnh phải quý trọng của công. Tất cả cái ăn, cái mặc, cái dùng của các cô, các chú là mồ hôi nước mắt của đồng bào, phải tiết kiệm, giữ gìn, không được lãng phí. Tham ô, lãng phí, quan liêu là thứ giặc ở trong lòng. Quý vị thân mến, ngày 14 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang phát thông cáo báo chí thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với 4 đảng viên vi phạm. Những người bị khai trừ khỏi đảng bao gồm ông Nguyễn Bảo Sinh và ông Đào Văn Ngọc đều là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, bà Nguyễn Thị Diễm Thúy, Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mỹ Luông, bà Nguyễn Thị Bích Liễu, Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang nhận thấy trong quá trình trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực về đất đai, quy hoạch sử dụng đất, ông Sinh và ông Ngọc đã buông lỏng quản lý, để cấp dưới vi phạm pháp luật và chính sách của nhà nước về tái định cư nhằm chiếm đoạt, trục lợi, gây thất thoát tài sản của nhà nước. Nhiều tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Long Xuyên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, trong đó có ông Sinh và ông Ngọc. Ông Sinh và ông Ngọc đã vi phạm pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, cũng như quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ và đảng viên. Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, vi phạm của ông Sinh và ông Ngọc gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự quản lý của nhà nước trong lĩnh vực đất đai, gây dư luận xấu và rất bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đối với bà Nguyễn Thị Diễm Thúy,
Trong thời gian giữ chức vụ huyện ủy viên, trưởng phòng tài chính, kế hoạch huyện Chợ Mới, bà Thúy đã thiếu trách nhiệm trong công tác thẩm định, kiểm tra các hồ sơ cấp bổ sung kinh phí, không phát hiện ra sai phạm, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Bà Thúy đã bị tòa án xử phạt 3 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Đối với bà Nguyễn Thị Bích Liễu, là huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tấn Mỹ, bà Liễu đã giúp sức trong việc làm trái công vụ, lợi dụng chức vụ và quyền hạn lập hồ sơ khống công trình, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Bà Liễu đã bị tòa án xử phạt 2 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Quý vị thân mến, mới đây, Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói về việc cần thống nhất nhận thức về đấu tranh phòng chống lãng phí, xem đó là cuộc chiến chống giặc nội xâm đầy cam go, phức tạp. Đây là một phần của cuộc đấu tranh giai cấp, có vị trí tương đương với phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm xây dựng Đảng ta thật vững mạnh, là đạo đức, là văn minh. Chúng tôi hy vọng rằng với quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, chúng ta sẽ làm run sợ và đẩy lùi thứ giặc nội xâm nguy hiểm này.